Vào ngày 16 tháng 4, thông tin từ cơ quan công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đang giải quyết vụ việc đánh nhau giữa học sinh trong nhà trường. Do mâu thuẫn với bạn trong lớp thì một nữ học sinh lớp 7 tại thành phố Thuận An bị chặn đường tấn công và hậu quả thì khiến nữ sinh này bị thương. Thông tin vụ việc xảy ra vào ngày 14 tháng 4, một nữ sinh lớp 7 trên địa bàn phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An mâu thuẫn với bạn trong lớp. Sau khi tan học, nữ sinh ra về thì bị hai nữ sinh khác chặn đường. Một trong hai người dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu nữ sinh lớp 7, gây hậu quả nữ sinh này bị xây sát. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an địa phương đã phối hợp với ban giám hiệu nhà trường cùng phụ huynh để điều tra làm rõ.